Bữa nay tôi cho các bạn đi tham quan sách thú cưng ở Nhật Bản nhờ vào sự hỗ trợ từ bé yêu của Tion, đó là Rota, mỹ nhân ngư vàng. Chó mèo ở bên Nhật sướng quá đúng không nè? Những bạn yêu thú cưng đâu rồi? Có nhận ra giống chó mèo nào mình đang nuôi ở Việt Nam không? Coi cho đã ghiền đi nha. Kể từ nay, Tion sẽ làm thêm clip về đời sống, sinh hoạt của các loài vật ở Nhật Bản để các bạn học hỏi thêm kinh nghiệm, cách chăm sóc thú vật tốt hơn nữa nha. Chúng ta là động vật bậc cao, vai trò của chúng ta là phải yêu thương che chở cho các loài vật khác, chứ không phải là ăn thịt chúng nha các bạn. Cùng nhau làm được như vậy thì thế giới mới bình yên, hạnh phúc khắp muôn nơi. Các bạn có thấy cái chỗ đi vệ sinh của thú cưng không? Là cái miếng đệm hình chữ nhật đó. Quá đẹp luôn ha. Có miếng đó Tion nuôi rễ cá chắc tươi lắm luôn. Cái bình nước cho thú cưng uống cũng đẹp quá nè. Mình nuôi thú cưng không nhất thiết phải thả rong, cứ cho nó ở một chỗ đầy đủ tiện nghi, như vậy là mấy bé sống tốt thôi à. Còn chó mèo ở Việt Nam thả rong là bị xe bắt chó hốt, bị trộm chôm, làm thịt bán, thấy tội quá. Giờ tôi đang nuôi một bé rễ cá, chắc phải bố trí lại chỗ cho bé ở theo phong cách Nhật Bản luôn mới được. À, nghe Rutha nói ở Nhật Bản cứ vô siêu thị là đều có shop thú cưng nha các bạn. Công nhận thấy nước người ta yêu động vật, thấy ham thiệt. Việt Nam mình cũng hãy như vậy đi. Cái gì vậy trời? Chú chó này muốn được nhận nuôi nè, các bạn thấy không? Dạ mà làm sao lấy ra? Thương quá, tha. Con mà dị dĩnh, con nào cũng vậy vậy? Con chó này cũng vậy nữa. Con chó nào cũng muốn được yêu thương hết trơn. Nó gặm áo á, là nó gặm luôn á, nó chịu thay. Trời ơi, mấy con bên đây nó thân thiện hơn á. Động vật ở đâu mà thân thiện với người thì nơi đó có nhiều người tốt. Tục ngữ gọi là đất lành chim đậu. Bởi vậy tôi không cần tin những gì người ta nói, chỉ cần xem cách động vật đối xử với họ là hiểu họ như thế nào rồi. Anh lùng mà anh phải nhảy, là lùng đầu nhỏ. Con này tôi nhỏ. Động vật ở Nhật thân thiện như thế chứng tỏ đây là một đất nước rất bình yên. Việt Nam mà yêu thương động vật thế này thì đất nước mình sẽ còn giàu gấp 100 lần nước Nhật ấy chứ. Vì thú vật ở Việt Nam cực kỳ phong phú. Nếu mấy con thú hoang dã trong sách đỏ đều được cho phép nuôi, bảo tồn, yêu thương như thú cưng thì chắc Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới luôn ấy. Do nhà nước cấm nuôi nên mấy người bắt thú bán cho nước ngoài hoặc đem làm thịt hết, mới khiến cho động vật Việt Nam đang bị tuyệt chủng ấy chứ. Rồi cứ vô sổ đỏ hoài. Giống như tôi đang nuôi một bé rế cá mà ngày nào cũng lo sợ có bữa kiểm lâm sẽ vô hốt em ấy đem đi đâu không biết nữa. Còn nếu giờ tôi đem thả vô rừng thì săn trộm lại làm ngại nó. Mà con rái cá này thì đang bị tật ở con mắt, thả vô rừng nó cũng không sống được. Con mắt bị vậy sao làm ăn gì? Các bạn thấy mỹ nhân ngư Rota thế nào? Dễ thương không? Người cá là vậy đó. Chúng mình rất yêu thương loài vật. Là một dạng người thích nghi được dưới nước nên hiểu rõ về thế giới nhiều hơn con người. Biết được điều gì là cần thiết nhất cho cuộc sống này.
Nếu bạn cũng muốn tiến hóa thành người cá thì liên hệ Ion nhé. Cùng nhau chúng ta bảo vệ thiên nhiên, động vật là sứ mệnh của người cá đó. Bạn thích mèo không? Sao tôi cảm thấy dị ứng với mấy con mèo quá? Chắc bởi vì là người cá nên không thân thiện với mèo cho lắm. Mà sợ nhất là lông mèo luôn đó. Nhiều người ở Việt Nam nuôi mèo trong nhà, thích lông của nó hoài, thành bệnh nan y luôn. Chữa trị rất tốn kém. Nguyên nhân chính là do họ nuôi không đúng cách và mất vệ sinh. Chứ ở Nhật người ta nuôi sạch sẽ thế này thì có bệnh gì đâu. Bên Nhật thú cưng phong phú quá ha. Mỗi chuồng nuôi thú được thiết kế theo phong cách riêng. Ồ, có rùa cạn châu Phi kìa. Nói chung nãy giờ con nào tôi cũng biết hết rồi. Nuôi thử rồi. Chỉ có con này là chưa nuôi nè. Con ếch gì bá đạo dữ vậy ta. Ở đây được làm thú cưng đắt tiền, qua Việt Nam chắc con bị làm lẩu rồi ếch ơi. Siêu thị Nhật Bản bán đủ loại thú trên bờ dưới nước luôn ta ơi. Công nhận bên nước này người ta xem trọng việc nuôi thú quá. Mà mấy con vật này cũng thường thôi. Ở Việt Nam còn nhiều con độc đáo hơn. Đang chịu khổ thiệt là tội. Thế giới chưa ai kịp biết đến thú vật Việt Nam thế nào thì chúng đã bị bắt hại hết rồi. Ồ, có mỹ nhân ngư trong bịch ni lông nữa kìa. Cá chép này hồi nhỏ tôi nuôi nhiều lắm nè. Giờ cho mấy bạn xem cái khác hấp dẫn hơn. Spa cho thú cưng trong siêu thị luôn. Wow, hay quá. Ê, con chó này lỗ tai nó to quá ha. Nhìn vui thiệt, giống lai với cáo sa mạc. Trời ơi, nó thân thiện quá à. Trời, anh nó đi rồi. Cái con chó hai tay nâu á. Anh con tay nâu lanh quá anh ha. Anh coi con tay nâu nó đi bằng chân rồi anh. Trời, vậy con két của em đem qua đây là hơi bị mắc đó nha. Con thỏ này là hai man mấy. Ta. Ở dưới á. Đẹp quá. Nó kép mình mà qua đây chắc tiền không. Cái này nó giống
Ừ. Nè, con yếu phụng nè. Con này Việt Nam có đồng đồng giống ra bán giống 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 Tham quan thú cưng trong siêu thị rồi, các bạn có muốn xem hoa quả tươi trong siêu thị bên Nhật thế nào không? Rau quả siêu thị ở đây toàn là rau sạch, nhà vườn trồng không à, chứ không phải hàng nhập từ Trung Quốc qua như mấy cái siêu thị ở Việt Nam đâu nha. Đã vậy không cần rửa sạch, chỉ cần bóc vỏ ra là ăn luôn cũng được, không sợ trúng độc, thuốc trừ sâu gì cả. Nên ở Việt Nam mấy bạn đừng có lười, mỗi nhà cứ dành không gian để trồng vài luống rau ăn cho nó khỏe là tốt nhất đó. Chứ ăn rau phun thuốc bậy bạ quá liều là vài năm nữa bệnh ung thư hết thuốc chữa luôn, khổ lắm. Các bạn biết cách kiếm tiền dễ nhất của người xưa ở Việt Nam là gì không? Trồng rau xong, hái rau đem ra chợ bán. Thời này làm được vậy mà, cớ sao lại phải nhập rau nước ngoài về ăn hoài vậy? Ở nhà trồng rau ăn đi mấy bạn ơi, đâu có cần phải phun thuốc làm gì đúng không? Đi siêu thị xong rồi, bây giờ bạn Rota cho chúng ta xem cảnh mấy con mèo sống ở ngoài đường ở bên Nhật nè. Hai con mèo mập ú luôn. Trời, tụi nó sướng quá ha. Nếu các bạn yêu thích thú cưng ở Nhật Bản thì tôi sẽ nhờ Mỹ Nhân Ngư Rutha tiếp tục làm thêm nhiều video nữa. Mà phải ủng hộ nhiệt tình nha.